Anh ở nơi xa đó, có lạnh không? Em nhớ đến vòng tay ấm áp của anh lắm Khôi ơi. Nhìn bộ dạng của anh, tôi cũng đoán được là anh mới đi gặp ai vậy. Tôi đi tìm người tôi yêu đó. Thì sao hả? Có liên quan gì tới cô không mà cô lên tiếng? Tìm rồi thì sao? Rồi hai người có thể ở bên nhau mà không bị ai cản trở không? Anh và chị ta sẽ không bao giờ vượt qua được rào cản nào đâu. Cả hai người chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được ý nguyện của mình. Đừng cố gắng, vô ích. Tại sao phải như vậy? Cô không biết là tôi căm ghét cô tới mức như thế nào không? Mỗi lần mà tôi nhìn thấy bản mặt của cô là tôi ghét cực kỳ. Không một giây một phút nào tôi muốn nhìn thấy cô cả. Cô giống như là một bóng ma quá nghiệt cứ đu bám đời tôi vậy. Tại sao? Ha ha ha.